Chào các anh chị, nay tôi xin giới thiệu với các anh chị về giống hoa hồng cắt cành Sweet Vuvuzela. Đây là một giống hoa hồng bụi có kích thước nhỏ gọn. Cây này tôi đem về trồng vào năm 2017. Giống hoa hồng này khá là xiên hoa, gần như mỗi cành phát triển lên đều mang nụ. Nụ hoa có màu cá hồi. Còn đây là phơm hoa khi chưa nở hoàn toàn. Các cánh hoa có màu vàng cam rất đẹp. Khi nụ hoa chưa nở hoàn toàn, cúp lại hình trứng, trông rất dễ thương. Còn đây là phơm hoa khi đã nở hoàn toàn. Hoa có màu cam. Mỗi bông hoa có từ 60 đến 70 cánh hoa. Cánh hoa cứng, dày dặn. Hoa gần như không có mùi thơm. Khả năng chịu nắng của hồng Vuvuzela này rất là tốt. Các cánh hoa gần như không bị cháy nắng vào những ngày nắng nóng. Hình dáng thân và lá của hồng Sweet Vuvuzela. Lá to tròn. Gân lá có màu đỏ tía. Thân hồng Vuvuzela gần như không có gai.